Và xin chào các bạn, quay trở lại mình video và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chơi cận chiến. Mình sẽ làm buffet học sinh. Sao mình gọi là buffet học sinh? Tại vì mình sẽ chơi những cái vũ khí mà nó không tốn tiền nhiều. Là những bảo vật Vcoin, GB với cả đồ AI. Món đầu tiên mình chơi đó chính là Knight Black. Mày này. Ôi đi nào. Đi nào làm gì? Đi. Ôi đúng. CLGT chết tuê máu sao thốn vồn. Thôi khởi đầu hai mạng ngon đấy. À đây 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 có thằng đằng sau cơ. Dình 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 đùa à, được dìu nhanh vồn. À đủ lại đá đá nó này rồi, có lẽ mình phải chơi đá rồi. Con này chơi đá kinh lắm mày. À từ từ khó nghiêng. Ủa kia, kia, ha kia. Thôi xong. Đùa chứ, thằng này cố giết mình ấy. Chạy ra đây xin chết ạ. Thằng kia chọc tầm 8 máu đồ à. Chạy luôn rồi. Điêu ấy, đùa chứ. Thôi, chịu. Thạch phần chơi một mình. Rồi, ngon. Lại bán táo rồi. Rồi. À, rút nào. Rồi, ôi. Chơi chơi dao còn thủ với dao thì cũng thua. Chỗ này ngắn quá. Đấy, đùa chứ. Thôi vũ khí học sinh nó chỉ được đến thế thôi. Và con này có thừa xét thì chắc chắn là gần như ai cũng có rồi. Đùa, ăn hành rồi. Xong rồi. Vũ khí này thì chơi ngũ người luôn. Mày này cũng đùa chứ. Đùa chơi khó thật ý. Có lẽ mình không thể nào chơi được thêm vài mạng nữa rồi. Rồi hai mạng liền. Phê. Ok. Chọc vào tường ạ. Đùa đáng lòng đứa gọi luôn. Rồi nốt mạng này mình sẽ té sang vũ khí khác. Chơi này toàn vũ khí ngu người thôi. Mày tưởng ngon này. Ok. Đùa chứ. Thôi chịu rồi. Chơi sang quắm vỡ. Còn này thì điện thoại thôi. Rồi ngon. Ui giời ơi, toàn quắm VIP thôi. Anh em thì xem mình thấy mình chết nhiều. Thôi cũng phải thông cảm nha. Mình không phải thật tiền. Chơi cái gì cũng phải. Nào, đùa chứ, mình không nhìn nó rồi, nó chỉ nhìn mình thôi, đùa chứ. À, cày thêm. Mày này. Mày đại khai phải đá rồi. Nào. Chạy này, yeah, phê, vẫn cố loài ngòi lên ấy. Rồi, sao chơi cái khác. Rồi, bờ lết cũng được. Lết ngon phết đấy, chứ đùa. Kìa. Đùa đi công bệnh nữa, nó ăn hàng mình ạ. Đáng lòng thế nhúc. Ôi giời ơi. À nữa. Còn gặp mấy anh lùi 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 thế này thì sống làm sao. Thế thì thôi thua. Đùa chỉ ghé không ăn được mạng nào. Phải ăn được mạng thôi. Đây 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 đây. Mày chạy ai. Rồi, cứ từ từ. Cứ từ từ. Chòm chết này. Lùi. Ê, ngoài 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 có, ngoài có. Ngon vồn. Đùa chứ, thua. Đúng là không lanh động được bằng mấy cái con đấy. Thôi, đến giờ chơi búa chip chip. Đùa. Ôi đông quá. Đùa. Chơi gì đây. Vừa vập quá. Rồi tắt chat. Đấy chính thức tắt chat này. Mày này lên đây. Mình sẽ tắt chat chơi cho nó thoải mái. Thật sự những cái lời nói mà nó không thể nào mà vừa tai. Mình không thể tập trung để chơi được. Nào làm gì.
Nào, ra đây. Ủa ôi, con này sao đặc biệt nhanh nhỉ? Có lẽ lâu rồi không cầm vào, không lựa được cái tầm đặc biệt nó. Anh em nào thử chơi cái đống vũ khí học sinh này thử xem là trình độ như nào. Đấy, đùa cái... Ồ, tiên sư bố nhà mày đó, thằng kia thì mày không chém. Ô kìa. Mày này, đùa chứ, cầu lắm rồi đấy, thật sự đấy, các bạn này. Mày, Zona, tưởng ngon này, cáu lắm rồi đấy. Chết, phê, rồi, chết nhiều quá, sang vũ khí khác. Rồi, dìu này thì học sinh thuê nhiều lắm. À, đến giờ chết rồi đấy. Kìa đâu ấy, ô. Vơ lơ, kinh vốn. Mình sẽ cố gắng chân dìu này lên đây. Ôi, từ từ. Kìa. Ngồi trong hốc đấy cũng thoát ạ. Đùa, hai thằng 80 máu, đùa. Thốn thế nhá. Toàn bị chúng nó ép ạ. À, phải biết, thằng biết đấy. Nào, từ từ. Rồi, từ từ. Cho mày chết lại đảo đi. Đùa chứ, méo hiểu sao luôn. Mình kè thằng kia, không hiểu sao nó vẫn chết mình. Rồi, đến lượt dậy bóng chày. Cái vũ khí này mình thấy anh em chơi lên cấp được nhiều lắm. Ma nữa, đi ảo. Mình rất ghét kiểu này kìa. Kìa. Thôi xong. À, vút, khó chịu thật. Mày tưởng ngon này. Ôi dồi ôi, già đúng gặp thằng rùa. Nó chỉ chém một cái nhanh thế không biết. Lại gặp thằng đi ảo rất khó chịu nha. Ồ, tổ sư bố cho nó, đúng không sao chỉ chém mình. Mày, nào dính ấy. Đùa thú thế mệt. Chơi cái khác đi. Rồi, chơi cái này thả không chơi hơn. Cái khác đây, quá mẹ được. Vũ khí chuyên dụng ấy. Mày này, thôi. Ô, thằng trong kia kìa. Tôi chết rồi. Ngon. Mày này, ấy mình biết cái giữ giữ được nó mà. Ngon. Ô, chết vớ vẩn chết mình ạ. Hiểu rồi, quay vớ vẩn đừng hỏi luôn ấy, thật đấy. Ô, kéo đây. Mày chạy à? Phê vô thằng này ghê đấy. Mày nghe là thì làm gì? Nghe làm gì? Nghe làm gì? À, xuống nào. Đùa, gặp mấy thằng diều đi ảo. Đùa, toàn tắt điện thôi, không hiểu luôn. Cho mày chết này. Nào, vào đây. Thấy chơi mấy cái đồ ghẻ toàn bắt nạt. Kìa. Rồi, phê. Tưởng ngon này. Cách đập kỳ rồi. Phê vồn, chơi bố chim chim đi. Mày tưởng... Tưởng bở ấy, thấy tưởng bở tưởng lao. Kìa. Úi dồi ôi, cũng quắm vỡ ấy, kinh quá. Anh học sinh ấy không biết học bài chưa mà vẫn còn on. Mình đang làm clip vào lúc khoảng 3-4 giờ sáng đấy. Ui dồi ôi, kỳ quá. Chơi cái đống vũ khí này chắc ước chừng tầm 70 kỳ là cùng. Nhưng theo ước tính của mình thì... Ui dồi ôi, nó còn một chém nữa thôi. À, khốn thế đá. Kìa. Mày. Tưởng ngon. Đông vãi trưởng ạ, đùa chứ. Anh em lao như tôm tươi ý.
À thằng này đá đấy, thằng này đá đấy. Dừng đá lại nó. Ok. Không xong. Từ từ. Đùa chứ. Cầm nó giữ nó vỉa rất khó chịu. Có lẽ con Kenrit đấy thay vào cái con gậy bóng chày thì chuẩn hơn. Chém đặc biệt đằng sau lưng 68 máu. Đùa. Lộc phát cái gì kiểu gì vậy không biết. Ôi nó chỉ nhìn mình à. Ôi, thôi chơi khác. Chơi này ngu người. Đặt mục tiêu 70 kin, 60 kin còn chưa được. Thốn vãi. Mày. Ngon. Ô, đâu chui ra vậy? Tổ sư bô cho nó. Ủa nhanh thế nhỉ? Con dìu vi còi chậm thật ấy. À nữa. Rồi, rồi, từ từ. Đùa, thôi, nhưng mà mình vẫn cố gắng lấy được A rồi. Chơi cái 7 cái con này đúng là siêu việt. Rồi, mình chỉ chơi được đến thế thôi. Các bạn thấy hay like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.